em đi bà con cô bán đây 1 ký 15 ngàn. Ơi buổi chiều cá lên rất là tươi. Cá đi, cá Vĩnh Châu tươi lắm nè. Ai ăn buổi chiều thì ghé Vĩnh Châu mua nha. Cái này là ghe nhà đánh hả chị? Ghe nhà đi bắt hay sao chị? À, tươi tươi không nè. Đây là cá chẹm. Cua. Cua đây. Cua Vĩnh Châu không có thua cua Cà Mau đâu nha. Dạ. Cá biển rất là ngon. Cá khác nữa. Dưa hấu 6.000 ký bao ngọt bao ngon đây cô bán ơi. Cái này là cá biển ngoài ghe mình đánh vô đó chị. Cá nào cũng đẹp đâu, đừng có quay người đẹp thôi. Cá nào tươi tươi chúng ta quay, cá không đẹp cũng gì hết trơn quay như vậy. Xin chào Lãng ơi. Ai muốn ăn cá tươi chiều hãy ghé chợ Vĩnh Châu mua nha. Cá lưỡi câu. Cá lưỡi câu biển mình này à. Mấy chị và buôn bán đây rất là vui tính. Chợ chiều cho nên là cũng hơi vắng khách. Tôi quá nè.
con coi. Ủa, cho bà con ăn đi, bà chỉ lấy 5 triệu. Ôi, đồ biển thiệu lên tươi tươi luôn nè. Cá lóc, cá chê, cá rau, nghêu. Trời buổi chiều vắng.
ngàn ký, nhãn 10 ngàn ký, táo 15 ngàn ký, đậu 20 ngàn ký. Cho đây.